Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, Happy xin chào các bạn nha. Thì hôm nay Happy sẽ chơi né lava nè, tức là bắt cua lava đó. Và mình sẽ bắt cua như thế này nè, được mình né lava. Lava nó sẽ càng ngày càng dâng cao lên. Cao ơi là cao luôn, mình phải né ra vậy đó. Rồi thì bây giờ còn thời gian nè, bây giờ chúng ta sẽ chơi map. Cái chỗ nào cao nhất ta? À, lên cái tháp này bạn ơi. Hơi, cố lên. Ok, lên cái tháp này đứng. Nên mình phải cầm cái dù chứ không mấy bạn này xô mình. À, trời ơi, xô. Chơi xô Happy. Nè, để Happy đứng cho mấy bạn leo lên nè. Thấy, thấy, ôi, ôi trời ơi. Oh my god, vậy có leo lên được nữa. Đó, cầm cái dù nè. Mình có thể đứng lên cục này nhưng mà nó sẽ bị hiện lên cái màn hình thì rất là khó chịu luôn. Ok, mong là Happy sẽ không bị bay. Đứng trên cái cột cho nó an toàn. Bà này cũng bắt chước Happy theo cầm dù luôn. Đừng cứ chen quy. Mấy bạn này chơi kỳ quá, chơi chen Happy. Này thì chen Happy nè. Oh my god, Happy đã thắng rồi các bạn ơi. Yeah, win. Happy cũng xấm lòng nhất luôn. Ok, trời ơi. Nhìn mấy cái này, nhìn hài thì chứ. Mấy cái gì nó hiện ra làm sao nè. Happy không biết cái hình gì luôn. À, cái hình cái gì á. Còn mấy giây nữa chúng ta sẽ bắt đầu cho chơi thôi. Nhảy lên cây cột cao nhất luôn. Happy. Ây da, sao mà nhảy lên không được nè. Ok, lẫm kim cương, yeah. Happy lẫm kim cương rồi. Rồi xong. Cuối cùng Happy cũng đã lên được cái chỗ cao nhất rồi. Mà Happy nghĩ nó không an toàn đâu. Mà mình lại lợi cái chỗ này mình đứng rồi. Trời ơi. Mấy cái này mà nó rớt xuống làm sao. Còn có mấy giây nữa. Ráng sống các bạn ơi, ráng sống đây sống. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. 3, đi số 3 Happy sẽ nhảy xuống. Đó, đã chứ bạn. Happy không có việc sao hết á. Ok lắm. Mình lắm cái miếng này. Mình làm không được các bạn ơi. Ôi trời ơi. Hello. Ui bạn cho mình bấm này. Cảm ơn bạn nha. Trời ơi mấy bạn này hay chơi anh Giang. Nó hay chơi lấy cái cây này nè. Cây bắn hù người ta. Bắn cái Happy bị văng luôn. Oh my god. Cầm dung. Ây da, trời ơi cái gì vậy. Lava có bị dâng vô đây không ta? Lại chỗ cao nhất nè. Kim cương nữa thì có chỗ để kim cương nữa. Để bây giờ Happy đi qua chỗ này, Happy lấy kim cương nha. Ok, đi lấy kim cương rồi. Bạn này chơi kỹ quá, chặn đường Happy không cho Happy quanh lại. Đó, vậy cũng đi chặn nữa. Cầm dù á bạn ơi. Không mấy Happy có một cái trò chơi Happy leo lên đầu mấy bạn này nè. Xong rồi Happy cầm dù á. Thôi da. Trời ơi tôi nghiệp bạn cái TV. Bạn TV đúng không? Ui cảm ơn bạn nha. Trời ơi mấy bạn này tốt thì chứ. Ây da. Đang né lava cái trò Happy uống luôn. Ây da. Ok không sao hết. Yeah Happy thắng mấy bạn ơi. Oh my god. Rồi bây giờ Happy phải dành tiền. Mình để dành tiền nè. Ok, Happy phải để dành tiền. Đây, Happy ở đèn ở trên bảng xếp hạng. Là số tiền của mình. Của bạn này số tiền cao quá nè. Ván trượt. Quay, đã chưa. Lấy cái ván trượt luôn nha. Hả? Sao Happy té xuống người trời. Gì trời. Chơi chặn đường không. Ai, đó, chơi xô và chơi chặn đường không à. Cái này chơi hơi kỳ một chút. Nhưng mà kệ đi. Không sao. Đó. Bây giờ tội nghiệp với bạn này quá. Happy phải sắm xóa cho nó lâu các bạn ơi. Ok. Cuối cùng Happy cũng đã leo lên được tới đây rồi. Hay chưa. Leo lên. Nhảy lên. Nhảy lên. Nhảy lên. Trời ơi lava nó trong suốt chưa. Ây da. Happy sắp ưa rồi. Nhảy lên. Ây da. Ê, hí, ok hơn chưa?
Happy còn sống sót luôn nha bạn ơi. Nếu như mà chúng ta bơi dưới lava lâu chúng ta mới ngậm mấy bạn. Nãy giờ Happy chưa ngậm màn nào luôn các bạn ơi. Đã chưa? Siêu siêu siêu. Oh my god, cái này đã thật chứ. Không có cái ván trượt nè. À, sao bạn nó dành ván trượt của mình? Này thì trượt ván trượt nè. Ây da, trời ơi, nó tự bị nhảy luôn. Trời ơi, gì trời. Tức thiệt. Và bên chỗ này đứng chỗ cao. Em có một cách để bắt cua lên đây nè. Đó. Như này nè. Đó, xong. Trời ơi, nó dễ. Dễ liền. Đó, cầm dù cho nó an toàn. Nơi này chơi kỳ quá, chơi leo đầu không. Ôi, các bạn mặc áo trắng bóp luôn. Trời ơi, rồi xong luôn, bạn nhảy xuống đây nè. Bé Happy show bạn này qua một bên cho mấy cái bạn này nè. Té. Happy có tuyệt chiêu show nữa nha. À, mà nãy giờ show hoài mấy bạn nó không té. Bật ai, trời ơi, tức bạn này thì chưa dành đồ chơi quá bì. Kim cương, kim cương, kim cương. Kim cương các bạn ơi, kim cương. À! Happy đứng dưới đây nha bạn. Đứng vô nước cho nó an toàn. Tắm. Happy đứng dưới đây, Happy tắm luôn. Rất là tuyệt vời luôn. Không bị gì luôn. Thôi tốt nhất là leo lên đây. Ngâm nước một cái. Đó, Happy với bạn này ngâm nước luôn. Xong leo lên đây đứng. Trời ơi, đứng cho té nha bạn. Ngâm nước chân cho té. Đi lên. Qua. 4, 3, 2, 1. Cầm vô. Hên chưa? Trời ơi, miếm té các bạn ơi. Thôi là Happy có thịt chiêu nhảy hoài á. Chơi nè. Ôi Happy không chơi nữa bạn ơi. Như chúng ta chỉ chơi được đúng một lần thôi là không chơi được nữa. Nãy giờ Happy chưa thua. Thôi bắt cua thôi. Ý, trời ơi bắt cua màu hồng luôn bạn. Ơi ơi. Trời ơi. Tức thiệt. Lần này bắt cua huy. The bird art. One of you, one animal dog. One you hold a hand. Ủa Happy bị gì mà Happy không bớt máu dưới lava các bạn ơi. Hey, hey, ai. Chờ lava nó dâng lên cao một chút đi. Rồi. Hey, ai, ai. Trời. Lava. Ok, kim cương khổng lồ luôn. Nhận được nguyên số tiền khủng luôn. Cầm dù đi bạn ơi. Ok đó, Happy bảo là cầm dù rồi. Ok xong. Rồi mình đã thắng rồi bạn ơi. Ui bán trượt chạy ra bán trượt lẹ. Oh no, còn một giây nữa cầm dù. Không cầm dù kịp. Cái bạn này hay quá. Cầm dù kịp. Trời ơi, hồi nãy có tháp kim cương ở đây nè. Cục kim cương chứ phải thắt kim cương nha. Bạn này này chơi show nè. Đi ra cho Happy lên. Rồi đứng yên một chỗ cho nó an toàn nha bạn. Trời ơi mấy bạn này thì chứ. Oh my god, lava gì mà nó trong thế. Lava như nước Coca Cola vậy bạn. Không phải Coca Cola mà là nước ngọt mà kiểu cam. Rồi 2, 1, 0. Hay chưa? Happy hơn á. Happy lọt xuống lava mà Happy chưa có mất máu hết. He he. Thôi các bạn ơi, ván trượt Happy lên không có được nè. Ui buồn các bạn ơi. Ui Happy càng chạy là cái hình này nó càng đậm màu nè. Ui đã rồi chứ. Cầm vô. Mà thôi cầm không kịp. Trời ơi mấy bạn này leo lên đây trước Happy luôn. Này là leo lên đầu Happy nè. Ai mà muốn leo lên đầu Happy không? Này leo nè, leo nè. Trời ơi xô Happy xuống luôn. À. Đó nhảy về luôn nè. Đố Happy té luôn. Happy té cũng không sao hết. Hay chưa? Happy không sao luôn. Ok, bây giờ Happy sẽ che dù. Các bạn nhìn Happy giống vật thôi. Ui, Happy có tiền rồi nè.
Happy sẽ mua đồ nha. Ui, bây giờ Happy phải đứng đây, đừng Happy chờ lava, đừng Happy lên, Happy mua đồ nha. Ai da, ai? Trời ơi, sao mà làm Happy té luôn rồi. Rồi, xong luôn. À, cái này nó chuẩn bị phóng lên. Bây giờ Happy sẽ ngẩm. Happy sẽ bơi lava nha bạn. Sao mà nãy giờ Happy bơi lava mà Happy còn chưa ngẩm nữa các bạn ơi. Các bạn thấy sức mạnh của Happy chưa? Sức mạnh vô cực. Happy bơi lava mà không bị gì luôn. Hello. Happy bơi lava cũng đâu sao đâu. Đó, thấy chưa? Bạn nằm xuống bơi chung với Happy. Trời có sao đâu. Máu còn đầy luôn. Happy đang bơi lava nè. Các bạn có thấy sức mạnh siêu nhiên của Happy không? Đó, các bạn thấy chưa? Happy không bị gì luôn. Đây là mình nè. Thấy chưa? Và các bạn ơi, nếu như mà các bạn muốn Happy chơi thêm cái trò nào mà né lava, parkour, né lava thì hãy nhớ like và share cho Happy có động lực nha. Giờ thì bye bye nha. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.